Các bạn ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ các bạn một cái bộ cổng dành cho ngôi biệt thự theo phong cách Pháp ở tại thành phố Ninh Bình, để nhằm mục đích là anh em có thể tham khảo cái mẫu cổng này dành cho anh em đang chuẩn bị xây nhà trong năm 2023. Ok, thì chúng ta cùng vào xem ngôi biệt thự và cái cổng như này. Ở đây là mặt tiền của ngôi biệt thự mà chúng tôi đang muốn giới thiệu các bạn, cái bộ cổng bằng sắt mỹ thuật, hình thức rất là đẹp, được làm bằng sắt và qua cái bàn tay thủ công của người thợ đã có một cái cổng rất là đẹp như thế này. Hình thức bộ cổng này là 4 cánh và chiều rộng của cổng là 3m6, chiều cao là 4m từ dưới đất lên. Và bộ cổng được sơn làm hai màu, màu đen và màu giả đồng, trông rất là đẹp và phù hợp với những cái cổng và những cái biệt thự mà tân cổ điển như các bạn đã nhìn thấy như này. Có thể nói là những cái bộ cổng bằng sắt mỹ thuật là một cái xu hướng của năm 2023 với anh em mà xây biệt thự tân cổ điển hoặc là lâu đài tân cổ điển, thể hiện sự nguy nga và tráng lệ. Và cái cổng này được sơn tĩnh điện. Anh em hãy liên hệ số điện thoại để được tư vấn nhé.